Tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, Ban chỉ đạo hè huyện Trảng Bom vừa tổ chức lễ khai mạc hè năm 2019 và phát động tháng hành động vì trẻ em. Những nội dung trọng tâm được đẩy mạnh thực hiện trong mùa hè năm nay là tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống pháp luật cho các thanh thiếu niên, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian triển khai các hoạt động hè từ nay cho đến hết tháng 8 năm 2019. Ban chỉ đạo hè sẽ tổng kết và khen thưởng cho các tập thể cá nhân hoạt động tích cực trong dịp hè. Dịp này, Phòng Giáo dục, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Ban Thường vụ huyện, đoàn đã trao tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao biểu trưng căn nhà 2.000 đồng và một khu vui chơi giải trí với tổng trị giá gần 100 triệu đồng tại hai xã Tây Hòa và Trung Hòa.